Ngày 10 tháng 6 năm 2024, tại số 118 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Ban tổ chức Liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024 đã thực hiện công tác kiểm tra lần cuối các nhiệm vụ phục vụ cho liên hoan chính thức diễn ra. Và tối 11 tháng 6 năm 2024, tham dự buổi kiểm tra có các đồng chí trong Ban tổ chức, lãnh đạo cục nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc. Các nội dung công việc đã được hoàn thành theo đúng tiến độ. Về cơ sở vật chất, thiết bị âm thanh ánh sáng và công tác phụ trợ khác, công tác truyền thông, lễ tân, quản trị đã sẵn sàng cho đêm khai mạc diễn ra. Sau phần khai mạc đêm diễn sẽ là phần thi của nhà hát tuổi trẻ, diễn ra vào lúc 20 giờ. Hy vọng liên hoan sẽ là dịp để quý khán giả thêm quan tâm, gần gũi hơn với sân khấu nước nhà.